Like a Hellcat. Các bạn hãy tìm biểu tượng còn thiếu để ghép vào lá cờ cho đúng nhé. Hãy bắt đầu nào. Câu số 1. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Algeria. Câu số 2. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Ấn Độ. Câu số 3. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Argentina. Câu số 4. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Bồ Đào Nha. Câu số 5. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Brazil. Câu số 6. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Campuchia. Câu số 7. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Canada. Câu số 8. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Trung Quốc. Câu số 9. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Hàn Quốc. Câu số 10. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Lào. Câu số 11. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Mexico. Câu số 12. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Nhật Bản. Câu số 13. Biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này?
Tây Ban Nha. Câu số 14, biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Thụy Sĩ. Câu số 15, biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này? Hoa Kỳ, USA. Câu số 16, biểu tượng nào còn thiếu trong lá cờ này?